Rồi con xin chào các bạn đi. Đó chưa? Dạ, chưa. Rồi Ngọc Anh dạ rồi kìa, con lấy bánh cho Ngọc Anh ăn đi. Dạ. Đến rồi. Rồi hai anh em cùng ăn bánh nha. Được không? Dạ. Ừ. Nãy con nói với Ngọc Anh sao? Ngọc Anh có nghe không? Bây giờ mình mở bịch bánh ra nha. Rồi xong rồi hai anh em ăn bánh nha. Thơm không? Con đang ăn bánh gì vậy? Rồi Ngọc Anh ăn bánh ngon không con? Ngon không? Ủa làm gì á hả? Anh Chí đang ăn bánh gì vậy? Nói cho ba Tiền nghe coi. Bánh trái cây. Vị gì? Vị sữa. Rớt thì phải sao? Dạ. Ừ. Hai anh em ngồi đó ăn đi. Đừng có đi đâu hết á. Ngồi xuống ăn đi, Con ngồi xuống con nói. Nói các bước làm cái gì, bước 1, bước 2, bước 3 làm cái gì cho các bạn nghe đi. Sao chứ em? Vừa ăn bánh vừa cái chuyện đi. Hmm.